Sau khi làm hai bên xong rồi thì chị thấy rất là yên tâm và rất là hài lòng đấy. Lúc đầu là sợ lệch đúng không chị? Ừ, lúc rất đầu thì bên lệch. Này nó chưa làm, ui nhìn mình không nhận ra mình nữa, xấu quá cơ ấy. Giật mình đúng không chị? Nhưng mà sau khi làm cả hai bên này rồi thì đúng là hài lòng đấy em ạ. Cân đối hoàn thiện rồi đúng không chị? Ừ. Chị ơi, em sẽ xin phép nhờ bác sĩ tư vấn lại một chút cho các bạn khán giả nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái tình trạng da của chị Huyền trước khi mà điều trị thì cực kỳ là lão hóa. Lão hóa rất là nhiều bởi vì chăm sóc không tốt. Cái tình trạng rãnh nhăn của chị các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ là bắt đầu là biến đổi rồi. Da thì căng bóng, hồng hào. Bây giờ chị cười lên đi. Chị cười lên. Nào, chị cứ cười tươi lên, tự tin lên. Đấy. Lúc nãy chị có để ý không? Bây giờ xem hình ảnh, các bạn xem hình ảnh nhá. Lúc đầu thì cái nếp nhăn chân chim của chị nó rất là đậm, rất là đấy, sâu. Bác sĩ có thể tư vấn ạ. Đấy. Đây này, vết nhăn của chị chân chim rất là sâu. Và cái rãnh rồng của chị cũng thế, rất là sâu. Sau khi làm mình tác động một cái lượng nhiệt vừa đủ trên khuôn mặt thì bây giờ da của chị đã có sự tươi tắn hơn, hồng hào hơn. Có nghĩa là đây là một cái kết quả, nó chỉ là một mức độ, nó chỉ khoảng rơi khoảng 30-40%. Dạ vâng. Nhưng sau một tháng khi tăng sinh collagen tốt và khi mà chị chăm sóc những cái bước skincare cơ bản ở nhà tốt thì nó còn khác biệt hơn nữa. Đấy. Bây giờ chị cho em cái cảm nhận trước sau và sau khi làm đi ạ. Ừ, nhưng mà cho chị hỏi một chút là các cái vết đỏ như thế này thì trong vòng bao lâu thì nó sẽ hết nhỉ? Vâng, như lúc em giải thích cho chị rồi đấy, nó là một cái hiện tượng rất là bình thường thôi. Nó là một cái tác động nhiệt và da nó ửng ban đỏ, đáp ứng nhiệt bình thường. Còn sau này 1-2 tiếng sau là nó hết à, nó không có ảnh hưởng gì cả. Da lại trở về trạng thái bình thường. Đó. Thế sau khi làm như thế này thì chị có phải chăm sóc đặc biệt gì cho da nữa không em? Không, cái chăm sóc thì không cần phải kiêng khem nhá. Không cần phải làm gì quá cầu kỳ, chỉ cho em những cái bước cơ bản như em sẽ dặn chị. Thì em đi vào cái tờ hướng dẫn về chị làm theo như thế thôi. Bác sĩ ơi, vậy thì bao lâu thì chị Huyền sẽ qua thăm khám và kiểm tra lại cái tình trạng da của mình ạ? Cái này thì cứ cho khoảng một tuần thì mình đến xem cái nền da thế nào, còn sau đó là một tháng mình mới có sự thay đổi thì nhiều nhất của cái đạt đỉnh điểm nhiều nhất của cái chương trình này. Dạ vâng. Đấy. Vậy thì một tuần nữa chị Huyền có thể qua bên em để chăm sóc da, dưỡng ẩm sâu chị Huyền nhé. Và có thể dưỡng nhiều hơn nữa để giúp da tăng sinh đàn hồi tốt hơn. Chị Huyền ơi, chị có thể có một vài lời chia sẻ đối với các khán giả bên em không? Mình muốn chia sẻ với các bạn rằng khi mà mình lựa chọn bất kỳ một phương pháp làm đẹp nào thì các bạn cũng nên chọn một phương pháp phù hợp với bản thân, phù hợp với điều kiện kinh tế và bạn cảm thấy là thoải mái nhất, yên tâm nhất. Các bạn hãy đến với Thẩm mỹ viện Bali, các bạn sẽ được tư vấn và lựa chọn phương pháp làm đẹp phù hợp cho bản thân các bạn. Vâng, em cảm ơn chị. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ số điện thoại của bên mình nhé, 0386463463. Và địa chỉ của chúng tôi là 463 Kim Mã Ba Đình. Thẩm mỹ quốc tế Bali xin chào và hẹn gặp lại.